Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đã tổ chức hội nghị khu vực phía Nam góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 19. Đây là nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị và kết nối trực tuyến đến 18 điểm cầu các tỉnh thành miền Nam. Tham dự tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành của tỉnh. Góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Đại diện các tỉnh thành miền Nam đưa ra những đề xuất về các vấn đề, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao và cho thuê đất, phương thức thu tiền sử dụng đất, thực hiện giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các vấn đề về chế độ sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, vấn đề xác định giá đất. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất về những giải pháp xử lý những vấn đề tồn tại kéo dài có liên quan đến quản lý và sử dụng đất, làm rõ thêm về một số vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất tại địa phương. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm từ các địa phương, đặc biệt nhiều nội dung đã được các địa phương thống nhất khá cao.